Hello, xin chào mọi người, mình là Nguyễn Loan. Có rất là nhiều bạn đã biết đến những cái sản phẩm đến từ công ty Olic, công ty trách nhiệm hữu hạn Olic Việt Nam rồi đúng không ạ? Và với những cái sản phẩm rất là hot đó là chính là serum 7 day Olic này, kem bơ Olic. Thì các bạn thấy là có rất là nhiều bạn hỏi mình là em bây giờ là em cái da của em bây giờ dùng kem bơ hay là dùng serum bây giờ nó đẹp lắm rồi, nó trắng lắm rồi. Mà còn cái body của em, còn cái da của em nó vẫn đang còn rất là đen đây này. Bây giờ em muốn dùng cái loại nào mà để giúp cho cơ thể của mình nó trắng từ trên trắng dưới luôn. Đấy, nó giúp cho da dẻ nó căng mướt mềm mượt. Thì nếu mà bạn nào mà đã biết được bạn dùng kem bơ xong da chúng ta rất là trắng sáng mềm mượt rồi đúng không? Hay là những bạn mà đang cần trị mụn trị nám cả sáng da thì các bạn sẽ dùng serum Olic 7 day. Thì hôm nay thì ngoài cái vấn đề là các bạn sử dụng cái da mặt chúng ta nó đẹp rồi thì mình muốn giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm cũng đến từ nhà Olic luôn. Đó chính là Body Beer. Body Beer các bạn sẽ thấy là cái dạng sản phẩm này nó chiết xuất thành phần chính của nó là men bia tự nhiên. Đó nó sẽ giúp cho bạn là nó trong cái bia ấy nó có thành phần các bạn sẽ thấy là thành phần đó là niacin. Đấy, niacin thì nó sẽ giúp cho cơ cái da của da nó là ngăn ngừa cái sắc tố melanin, mà cái sắc tố cái melanin nó chính là cái nguyên nhân gây cho chúng ta thấy là cái sạm da, nám da, da nó bị thâm bị sạm lại, nó không có được trắng sáng thì nó là do cái thành phần melanin. Thì đối với cái dòng này nó chiết xuất từ cái bia tự nhiên như vậy, men bia tự nhiên như vậy thì nó có trong đó nó có thành phần niacin. Đấy, niacin nó sẽ giúp cho da của ta nó ngăn ngừa được sắc tố melanin, từ đó là giúp cho da trắng sáng hơn. Đấy, ngoài ra thì có thành phần vitamin B3. Đó, B3 nó sẽ hỗ trợ về giúp cho là da của chúng ta nó là ngăn ngừa cái sản sinh melanin và giúp cho da trắng sáng hơn. Đó. Mọi người sẽ thấy là đối với cái dòng sản phẩm body kem kem body bia này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là da trắng sáng sâu từ bên trong, ức chế hình thành sắc tố melanin, chống nắng, giúp cho da trắng sáng mềm mượt. Như vậy là nếu mà bạn nào mà đã dùng những cái sản phẩm Olic rồi mà bạn nào thấy là mình rất là thích, mình rất là hợp với những cái dòng Olic thì mọi người có thể kết hợp cho mình với cái sản phẩm body kem kem body nhá, kem bia. Đấy thì ai cũng muốn thôi, muốn cho cơ thể chúng ta nó phải trắng cả trong ra ngoài từ trên xuống dưới đúng không? Và cái cơ thể chúng ta da chân tay trắng thì khi mà mặc váy hay những diện những đồ ngắn thì chúng ta thấy là rất tự tin. Đó, nhiều bạn là các bạn thấy là đi nhiều khi đi tắm trắng các thứ là mình thấy là rất tốn tiền mất thời gian mà lại lại còn đi nắng cái là bắt nắng rất là nhanh nữa. Nhưng mà cái kem body bia này này nó sẽ hỗ trợ chị chống nắng cho mình luôn, giúp cho da chúng ta nó khỏe và trắng sáng tự nhiên chứ nó không có cái kiểu là trắng trắng bạch da đâu. Nên là mọi người thấy là cái dòng này nó dưỡng da rất là tốt. Ví dụ bạn nào đang bị khô da ấy mà chúng ta chưa có cái kem để dưỡng thì các bạn có thể dùng cho mình cái kem này luôn nhé. Đấy, kem này thì mọi người biết rồi, nó thành phần chính của nó này vitamin B3 đó, vitamin B3 mà chính là cái thành phần niacin mà mình nói đấy ạ, hỗ trợ và giúp làm trắng da và ngăn ngừa sắc tố melanin. Tiếp theo là dầu ancan, và mọi người sẽ thấy là thành phần tiếp đó là thành phần titanium đó, nó và chiết xuất men bia đấy, hydroxyethin đó. Mọi người đấy là trong cái bảng thành phần này nó sẽ có đầy đủ trong chúng ta rồi, sản phẩm nó đã được kiểm nghiệm và có tem gọi là tem điện tử để các bạn có thể kiểm tra. Thì khi mà nhận hàng thì nó cũng giống như cái sản phẩm kem bia hay là serum, thì các bạn chỉ cần cào cái mã này ra, sau đó soạn tin nhắn cho mình theo cú pháp là BCA dấu cách OL dấu cách mã số và gửi về tổng đài 7039. Đấy, BCA là viết tắt của Bộ Công an, dấu cách OL là viết tắt của từ công ty Olic, dấu cách mã số là cái phần mà chúng ta vừa cào ra đây, và gửi về đến tổng đài 7039 thì hàng chuẩn, thì tổng đài nó sẽ gửi tin nhắn về cho mình luôn. Nên là mọi người yên tâm mà mua được hàng chính hãng nhé. Thì nếu mà còn thắc mắc cho cái sản phẩm kem body mirror này, mọi người có thể liên hệ với mình qua số điện thoại là Nguyễn Loan 0985 328 298, mình sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người nha. Ok, xin chào cả nhà.